Chào cả nhà. Hôm nay mình trộn bì đó các bạn, bì heo đó. Ở đây là bì là con trai mình đặt mua sẵn, người ta làm ở trên mạng đó các bạn, bì không à. Cái này nó sắt bằng máy hay gì á. Để chút bắt đầu trộn á, mình cũng sẽ cắt nha cho nó ngắn ngắn chút, cái này nó dài thượt à các bạn ơi. Giống như hủ tiếu, giống như cọng hủ tiếu vậy ha. Chút mình lấy cái kéo mình cắt, cái này là người ta đã làm sẵn vậy rồi mà nó lạt lắm các bạn ơi, chưa có ăn được đâu. Ha, bây giờ để mình làm cho cái món bì này nó ngon hơn chút nữa, ngon thêm hơn, giống như ngoài chợ bán luôn á. Thì ở đây mình cũng có ha, cái này chút cắt ra ha. Ở đây mình có ướp mấy miếng thịt đùi mông của con heo nè cả nhà ha. Rồi mình ướp cái này, trong cái ướp này mình có một chút nước tương với tiêu với một chút bột ngọt. Cái này có miếng mỡ mỡ nè cả nhà, chút sắt trộn vô nữa ngon lắm ha, trộn vô trong bì á. Chứ cái bì này trắng xác gì mà lạt nhách không có ăn cái gì được hết á. Thì bây giờ để làm cho cái món bì ngon thì chút nữa mình sẽ ướp này, rồi trong này mình ướp cũng có tỏi nè các bạn ha, tiêu, tỏi, tiêu, bột ngọt với nước tương. Một chút cái mình để lên chảo á, mình rán cho nó săn lại cái mình sẽ xắt nhỏ nhỏ ra mình trộn. Thì ngoài ra để trộn làm cái bì thì đây cũng có thính, cái này thính của người bán bì người ta đưa đó, nhưng mà cái này cũng rất là đơn giản dễ làm các bạn ơi. Cái này hồi xưa ở dưới quê ấy, là mẹ mình lấy gạo đó cái gang cho vàng lên, cái bỏ vô cái cối cái đâm nhuyễn ra. Bây giờ cũng vậy nhưng mà chỉ khác là họ lấy gạo gang cho vàng xong cái họ để vô cái máy họ xay thành ra nó nhuyễn như vậy nè các bạn đó. Nói chung là cái này là gạo gang vô cho vàng lên rồi cái xay nhuyễn ra. Còn nếu mà không có máy xay nhuyễn thì nhà mình tự làm thì mình rang lên cho vàng, bỏ vô cái cối mình đâm ha cả nhà ha. Nói chung này là gạo gang làm cái thính cho nó thơm á cả nhà. Rồi bây giờ để mình đi, cái này nãy giờ mình ướp cũng 20 phút có rồi, giờ mình đi chiên cái này rồi mình xắt nhỏ ra ha. Rồi mình chiên lên cái miếng thịt đó các bạn, để mình xắt những mỏng mỏng ra sợi sợi rồi trộn với cái bì. Cho nó khét khét chút cho nó thơm ha. Cái mỡ này chút á, cái mỡ nó dính trong cái thịt này chút mình cũng xắt nhỏ nhỏ ra mình trộn chung luôn. Vậy nó ngon lắm cả nhà ơi. Các bạn ơi, bây giờ mình bắt đầu trộn bì nha cả nhà. Thì cái thịt này hồi nãy mình chiên mình cho các bạn thấy đó ha. Thì giờ sau khi mình chiên xong thì mình cũng xắt nhuyễn nhuyễn rồi ha, mình xắt cũng nhuyễn nhuyễn rồi. Giờ cái này là mình hồi nãy mình đã ướp rồi mình mới chiên ha, giờ mình xắt nhuyễn rồi ha. Còn ở đây cái bì này thì mình cũng đã cắt khúc khúc nhỏ ra ngắn rồi, hồi nãy nó dài giống như cọng hủ tiếu vậy ha. Cái bì này mình trộn xong á, mình có thể làm mỡ hành ha, rồi mình ăn với hai ổ bánh mì này cũng được nè cả nhà. Hoặc là mình ăn bún cũng được, hay là mình có rau sống mà cái mình làm bì cuốn đồ đó ăn rất là ngon luôn nha cả nhà. Thì đây cái thính này giờ mình bỏ ra đây. Mình rắc từ từ thôi, tại vì cái thính này nếu mà mình bỏ nhiều quá đó ăn nó cũng gắt á, mà nó hơi bị gì nó dướng cổ ho ho ngứa vậy đó. Thành ra mình cũng để ít thôi ha. Rồi ở đây mình cũng có một chút xíu muối, xíu muối rồi cả nhà, muối với một chút xíu bột ngọt thôi ha, có chút xíu rồi ha đó, có một chút muối thôi các bạn, đừng có cho mặn nha, tại vì cái thịt mà ở trong bì này là mình đã có ướp rồi đó ha. Thành ra giờ cái này lạt thì mình cho một chút muối với một chút bột ngọt vô thôi. Giờ mình trộn cho nó đều lên đi ha, giờ mình trộn cho nó đều lên cho nó thấm cái gia vị vô đây trước đã ha. À, sau khi mình trộn cái thính nó rồi xong rồi đó các bạn, thì đây mình có một ít tỏi nè các bạn, tỏi banh nhuyễn ha. Giờ mình cho vào đây luôn, mình cho vào đây mình trộn cho nó thơm cái bì của mình đó.
Bởi vì nhiều khi làm YouTuber vậy nè các bạn, cũng có nhiều cái nỗi buồn lắm, vui cũng có mà buồn cũng có. Ví dụ mà giờ mình chia sẻ mà tỷ mỉ quá thì nhiều người nói là ai mà không biết làm cần gì bà này kia, nói nhiều quá hay cái gì đó. Còn nhiều khi mình không nói mình, hoặc là mình chia sẻ cái bữa ăn không á, thì nhiều người cũng nói này kia, dùng những cái từ ngữ khó nghe. Mình cũng gần 70 tuổi rồi các bạn, mà nhiều người nói nhiều, dùng những cái từ mà rất là khó nghe luôn, mà nhiều khi nghĩ cũng buồn. Rồi mình nghĩ thôi, khán giả cũng có người dày người khác, thì ai biết trân trọng thì mình cũng trân trọng họ. Mình rất là quý khán giả, ai đến coi kênh mình ủng hộ mình cũng rất là trân trọng. Nhưng mà có nhiều người họ không có biết, mà kêu bằng là cái lịch sự tối thiểu của tối thiểu vậy đó các bạn. Họ nói những cái lời khó nghe, mà chẳng lẽ giờ mình lại đi nói trở lại nó cũng ấy nữa thôi, thì mình cũng buồn. Có những cái nó buồn như thành ra thôi, nhiều khi nghĩ chứ mình làm cái này thực chất có được mấy đồng đâu các bạn. Mình làm chủ yếu là tại vì mình muốn lưu lại sau này á, kỷ niệm với các con cháu mình rồi này kia. Rồi quý vị khán giả ai vô coi ủng hộ mình cũng rất là cảm ơn luôn. Chứ họ dùng những cái từ ngữ khó nghe nó khó chịu lắm các bạn ơi, nhiều khi mình cũng rớt nước mắt đó chứ không phải không đâu. À, sau khi mình trộn tỏi với lại cái thính đồ vô cho đều rồi đó các bạn, muối với lại có một chút bột ngọt rồi ha. Giờ mình sẽ cho thịt vào các bạn. Để mình lấy mấy trái ớt ra đi ha. Cái bì này á, mình ăn bánh mì cũng ngon, mình cuốn bì cuốn mình ăn với bún gì đó cũng rất là ngon luôn á cả nhà. Thơm quá chừng thơm luôn. Rồi để mình trộn cái này đều lên nhé ha. Rồi sau khi mình cũng đã trộn thịt rồi, thính mình cũng có chừa lại nè các bạn, để chú ông xã mình nếu mà ông thích thì ông cho theo thêm nữa ha. Mình trộn ra đây hết rồi đó cả nhà. Rồi giờ còn cái thịt này bên ngoài cái dĩa này cả nhà, thì mình cho vô đây hết luôn đi ha, cho nó hấp dẫn ha. Làm cái những cái kênh YouTuber, những người mà làm đó thì nó giống như làm dâu trăm họ vậy. Phải nói là còn nhiều khi còn mệt hơn làm dâu trăm họ nữa đó cả nhà. Thành ra mình chỉ nhiều khi bữa nay mình cũng ấy đó, mình cũng chia sẻ với các bạn để thông cảm ha. Thì bạn nào thích có thể thì vào xem ủng hộ, còn không thích thì thôi. Chứ cũng đâu có ai bắt buộc mình phải vào xem đâu. Rồi vô nói những lời khó nghe. Ừ. Rồi mình chia sẻ cái món mà bì rất hấp dẫn của mình cái này, để một chút nữa mình nhắn ông xã mình cũng đi công chuyện rồi về mua miếng bún nhà có bánh tráng rồi mình cuốn bì cuốn ăn ngon lắm cả nhà ơi. Ha. Hấp dẫn quá. Rồi để đây nếu mà một chút nữa thích thì có thể sắc ớt, nhưng mà thôi cái này mình ớt này một chút nữa là mình sắc vô trong cái chén nước tương đó mình ăn, thì mình chấm bì cuốn mình ăn đâu cũng ngon ha. Rồi mình chia sẻ cái món trộn, cái cách mà trộn bì đơn giản mà rất là ngon ha. Ăn với bánh mì bì cũng rất là ngon. Bánh mì bì thì ta làm thêm một chút mỡ hành nữa nha các bạn nha. Ha, còn làm bì cuốn thì có rau sống, có bánh tráng rồi vô nữa là ngon lắm. Rồi mình chia sẻ cái món mà cái cách mà trộn bì á, thịt heo da heo rồi của mình đến đây mình kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Chào.